Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì video lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tải cái KineMaster Pro ở trên máy điện thoại dùng hệ điều hành Android các bạn. Thì các bạn khi nào mà cài cái ứng dụng này xong, các bạn có thể ứng dụng vào một cái video rất là hay, đó là tạo video 7 màu rất là đẹp nha các bạn nhé. Các bạn có thể xem qua ở đây, mình đã hướng dẫn làm một cái video các bạn này. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách tạo một cái video 7 màu như thế này nhé. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu. Điều đầu tiên chúng ta bật cái KineMaster lên nhé các bạn nhé. Rồi, ở đây chúng ta thêm dấu cộng này. Chúng ta ở đây có cái khung hình là 16.9 đúng không các bạn? Bây giờ mình tạo một cái nền nhé các bạn nhé. Ở đây mình tạo một cái nền đen chẳng hạn. Cái này các bạn có thể kéo dài ra tùy theo cái độ dài của video nha các bạn nhé. Đây mình để tầm khoảng 16 giây chẳng hạn. Rồi chúng ta thêm một cái bản text này các bạn này. Chúng ta thêm chữ văn bản nhé. Ở đây các bạn có thể gõ tên bất kỳ. Mình test thử cho các bạn, anh yêu em chẳng hạn. Rồi chúng ta chọn OK này. Ở đây chúng ta có thể thay đổi cái phông chữ nhé các bạn nhé. Ở đây có rất là nhiều cái phông chữ khác nhau á. Đây mình chọn cái phông chữ đậm này nhé các bạn nhé. Nhìn cho nó rõ nhé. Chúng ta có thể kéo ra các bạn này. Kéo ra hẳn cái khung hình đấy. Rồi các bạn muốn kéo ra cho nó khớp với cái video, cái nền này các bạn. Tầm khoảng 16 giây, 15 giây đúng không? OK chưa? Bây giờ mình chọn cái màu này, màu đỏ chẳng hạn nhé các bạn nhé. Màu đỏ này. Rồi, OK. Bây giờ mình xuất cái file này ra nhé các bạn nhé. Xuất file này ra. Đây mình chọn cái HD720 cho nó nhanh nhé các bạn nhé. Các bạn có thể chọn 1080 được, đều được hết các bạn. Nhưng mà nó chất lượng nó cao thì làm video nó lâu thôi các bạn ạ. Rồi OK, ở đây chúng ta được một cái video 720 đây nha các bạn nhé. Bây giờ mình thoát ra cái này. Bây giờ mình tạo một cái mới nha các bạn này. Rồi bây giờ mình thêm, mình bật lên để tạo cái mới cho các bạn nhé. Chúng ta thêm này 16.9 này. Ở đây mình tạo một cái phương tiện này các bạn nè. Mình vẫn cho một cái nền vào nhé. OK chưa? Nền này mình cũng tầm khoảng 16 giây đúng không? Rồi các bạn, chúng ta kéo lên đầu này. Các bạn có thể cho nhỏ cái này bằng cách giữ hai ngón tay ở phía trên và co nó lại nhé các bạn nhé. Thì cái đoạn này nó ngắn lại các bạn. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái lớp này, thêm phương tiện này các bạn này. Chúng ta thêm vào cái video mình vừa xuất ra các bạn. Đây. OK chưa? Thêm một cái nữa, lớp này. Phương tiện này. Một cái video 7 màu. Video 7 màu thì mình để ở dưới ngay video, các bạn có thể tải về nhé các bạn nhé. Mình cái này mình cũng có thể cho nó ra. Rồi OK ở đây các bạn. Bây giờ nó có 3 lớp rồi các bạn này. Chúng ta chọn cái lớp phía dưới cùng nhé các bạn nhé. Cái chữ anh yêu em ấy có 3 khung màu vàng các bạn này, 3 chấm nhé. Chúng ta chuyển lên trên cùng này. OK chưa? Chúng ta có thể cho to ra, cho nó hết luôn đấy các bạn. Rồi bây giờ chúng ta chọn chữ anh yêu em này các bạn nhé. Chúng ta vào kéo xuống dưới này, phím chroma nhé. Chúng ta kích vào. Chúng ta bật lên nhé, cho phép này. Ở đây lúc nãy màu đỏ rồi các bạn này. Chúng ta có thể kéo vào cái này để cho nó hiện, nó hình nó nét hơn đấy các bạn. Các bạn có thể chỉnh ở đây tùy theo cái khả năng nhìn nhận của các bạn ở phía bên này nhé các bạn nhé. Rồi OK, chúng ta bây giờ thử này. Rất là đẹp đúng không các bạn.
cái nền thì mình để dưới này video các bạn có thể tải về nhé các bạn nhé. Ok chưa? Bây giờ mình xuất ra nhé. Rồi ok, mình vẫn xuất ra bình thường thôi các bạn. Vào đây, kích vào một cái video mình xem qua một chút xem có chuyện không. Rất là đơn giản các bạn và nhanh và nhìn rất là đẹp mắt. Các bạn làm video có thể tặng người yêu chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể thêm chữ ở phía dưới nữa cho nó đẹp mắt đúng không các bạn. Rồi ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông để ủng hộ admin nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ admin. Rồi bye bye.